chương một gặp phải thần bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com vô biên vô tận trong bóng tối một người ngồi ở trong hư không bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch chung quanh hắn có vô số thất thải bong bóng hắn đem trước mặt mình bong bóng một trảo rồi mới tiện tay hất lên nhàm chán a thật sự là nhàm chán a bong bóng nhanh chóng phiêu mở người này chỗ ngồi nhìn kỹ cái này bong bóng bên trong lại có một cái vũ trụ người này một cái tay chống đỡ lấy cầm của mình. ai sớm biết liền tiếp tục ngủ, tỉnh lại thật sự là không có ý nghĩa a. À? từ tìm một chút nhân loại tới chơi chơi, nói xong hắn tiện tay vung lên, một người xuất hiện ở đối diện với của hắn, người này hoảng sợ nhìn xem hắn, người này gọi vương điểm, một cái rất lớn bình thường chúng người làm công, vương điểm nhìn xem trước mặt cái này tương tự người nhưng lại không thể gọi là người người, bởi vì toàn thân của hắn đều là tại như nước một bên không ngừng biến hóa, cánh tay chân, thân thể, thậm chí là mặt đều đang nhanh chóng chuyển đổi, cuối cùng biến thành một cái tóc trắng hiền lành lão gia da dáng vẻ. Lão gia này gia đối vương điểm cười một tiếng, "Ta là thế giới sáng thế chi thần, cũng là duy nhất chi chân lý, hiện tại ngươi có thể đối với ta ưng thuận một cái nguyện vọng, vô luận là cái gì ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành, thiếu niên có cái gì muốn liền lớn tiếng nói ra đi." Vương Điểm gặp phải loại tình huống này đại não đã hoàn toàn chết mấy cái này bốn phía nhìn qua tự như là một cái trong bóng tối nhà cửa, mênh mông hắc ám, nhưng là trong bóng tối lại lại có vô số lóe ra thất thải bong bóng trôi nổi tại bốn phía, trên dưới trái phải, mà chính hắn liền phản phất đứng thẳng trên hư không, trôi nổi tại bên trên bầu trời, nhưng là dưới chân lại có có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, cái này đã không thể dùng khoa học để giải thích, cứu mạng A. Sáng thế chi thần Tiểu gia hỏa, đừng sợ A, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, Muốn nhìn các ngươi một chút nhân loại tâm đến cùng có bao nhiêu sao đại? Tới đi nói ra nguyện vọng của ngươi. Vương Điểm nuốt nước miếng một cái. Cái gì đều có thể sao? Sáng Thế Chi Thần. Đương nhiên, cái gì đều có thể, nhưng là chỉ có một cái, ngươi cần nghĩ kỹ nha. Vương Điểm rơi vào trầm tư, Sáng Thế Chi Thần thì tò mò nhìn cái này bản thân tiện tay nắm qua nhân loại tới, vô số bọc biển đồng dạng vũ trụ trong thế giới ngẫu nhiên cầm ra một người dạng này xác suất quả thực là NN lần phương lần không điểm tỷ lệ phần trăm xác suất. Vương điểm theo bắt đầu chết máy đến bây giờ đại não điên cuồng chuyển động, muốn cái gì đồ vật tốt, là tượng trong tiểu thuyết được chủ sừng đồng dạng phải xuyên qua từng cái thế giới năng lực, rồi mới đi cướp đoạt, vẫn là thôi đi, cái kia dù sao tiểu thuyết, vạn nhất treo liền thật treo, cơ hội chỉ có một lần, bản thân cá ướp muối xoay người liền nhìn xem một cái, nếu không làm người sai gian chi thân, PS. Dragon bôn đổi, dựa vào chính mình cũng không phải chiến đấu điên cuồng, như vậy trái ác quỷ, TS. One tiếp, dựa vào, thế giới hiện thực muốn vật kia dường như cũng không có cái gì dùng, cường mặc dù cường, nhưng là nước biển khắc chế nhược điểm quá rõ ràng, vạn nhất bị nước biển lấy tới, bản thân có thể sẽ ngõm củ tỏi. Ừ, Kim Cương Lan tự lành người mấy, TS. X, men, dáng bất tử, tiểu cường, chờ một chút Kim Cương Lan tính cái quỷ, Deadpool. PS. Deadpool, tự lành so với hắn ngưu bức nhiều, hơn nữa còn có thuấn di năng lực. Chờ chút còn có Wanda Maximoff, PS. X, men manga, cái kia càng thêm ngưu bức, lối ra trở thành sự thật, chờ một chút nói đến mát vồ ngưu nhất hẳn là sinh mệnh tòa án cùng chí cao tòa án, đó cũng đều là có thể tùy tiện hủy diệt vũ trụ cùng trùng kiến vũ trụ, nhưng là bọn hắn cái kia một bộ đồ vật mơ hồ hung ác. Mình coi như có lực lượng của bọn hắn đoán chừng cũng không hiểu a. À đúng rồi tắt bá Infinity Gontun. Nghĩ tới đây vương điểm lập tức há miệng đến. Ta có thể muốn mát vô anh hùng bên trong nhân vật phản diện bốt, tắt bá Infinity Gontun sao, là bản đầy đủ cái kia, liền là Infinity Game một khỏa không kém cái kia. Sáng thế chi thần cười một tiếng. Cái này đơn giản. Tốt, nguyện vọng của ngươi đã đạt được, thiếu niên nhanh đi sáng tạo ngươi truyền thuyết đi. Sáng thế chi thần lại một cái phất tay, Vương Điểm biến mất tại trước mặt hắn, sáng thế chi thần xuề tay trái ra xuất hiện một thùng bắp trang, tay phải kéo một phát, một cái bong bóng xuất hiện ở trước mặt hắn, bong bóng bên trong vũ trụ giống như mở kính lúp đồng dạng, nhanh chóng kéo hướng về cái trong vũ trụ địa cầu, theo sau không tới một giây bong bóng lên liền xuất hiện một cái thượng đế thị giác đang tại quan sát Vương Điểm. Vương Điểm đột nhiên theo trên bàn để máy vi tính ngẩng đầu nhìn chung quanh quen thuộc phòng thuê, quen thuộc máy tính. Nguyên lai like vừa mới chỉ là giấc mộng a, à, ta liền nói ta vận khí thời điểm nào như thế nổ, đậu phồng. INFINITY GONTUN Nhìn xem trên tay phải mang theo một cái phong cách cổ xưa bao tay, bao tay phía trên tám khỏa lóe ra không giống quang mang đá quý, vương điểm không thể bình tĩnh, nâng tay phải lên nhìn lại, theo sau miệng đã nứt ra một cái to lớn độ công, há to miệng nở nụ cười. THẬT SỰ LÀ INFINITY GONTUN A à. Theo sau một cổ khổng lồ kiến thức theo Infinity Gontun bên trong bay thẳng vương điểm đại não, tám khỏa đá quý đều tản ra từng người quan mang bao phủ vương điểm. Có lẽ một giây có lẽ vạn năm, vương điểm lại một lần nữa mở mắt ra chữ. Đó là một đôi để cho người ta một chút gặp qua liền không cách nào tại quên mi mắt, giống như nó có thể thấy rõ thế giới tất cả. Vương điểm theo phim The Avenger bên trong biết được Infinity Gontun là chỉ có 5 viên Infinity Game, nhưng là bởi vì hắn cầu nguyện thời điểm nói là bản đầy đủ thế là hắn đạt được 8 khỏa infinity game infinity gomtun power game màu tím có được sức mạnh vô cùng vô tận có thể tùy tiện đạt tới sở tồn tại vũ trụ lực lượng bộc phát cấp bậc cao nhất tam game màu lam có được qua lại thời gian dòng sông lực lượng có thể tùy tiện qua lại chỗ trong vũ trụ bất luận cái gì thời gian điểm đồng thời trở thành trong thời gian vĩnh hằng duy nhất thời gian dòng sông bên trong duy nhất cá thể Spacer Game, lục sắc. Có được đánh vỡ, xuyên qua không gian, lực lượng, có thể tùy tiện đánh vỡ vách tường không gian qua lại bất luận cái gì không gian, đồng thời khống chế tất cả không gian. Sao Game, màu cam. Có được tuyệt đối linh hồn chi lực, có thể khống chế tất cả trí tuệ sinh linh linh hồn, Reality Game, hồng sắc. Có được khống chế thay đổi nhân quả lực lượng, có thể trực tiếp phán định nhân quả. Min Game, màu vàng có được tâm linh lực lượng, có thể khống chế tất cả tất cả sinh mệnh có trí tuệ tư duy. Xếp game, kim sắc. Có được tuyệt đối bản thân lực lượng, bác bỏ tất cả đối với thương tổn của chính mình. Rit game, màu hồng. Có được điều tiết khống chế lực lượng, hoàng mỹ hiện ra cái khác bảy viên Infinity game uy lực lớn nhất. Vương điểm theo lấy được vận dụng trong tri thức đã hiểu cái này Infinity Gontun cùng 8 khỏa bảo thạch tất cả công dụng đồng thời vừa mới bị tám khỏa bảo thạch quan mang bao trùm mình đã kén ăn phát nổ, tự như kén ăn phát nổ, kén ăn đến không có bằng hữu, nhìn ra hiện tại toàn bộ thế giới hủy diệt nổ tung, chính mình cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Vương điểm khác biệt nhìn xem tay phải của mình lên lóe ra quan mang tám khỏa đá quý. Cái này thương mại, cơ nờ, cùng tiểu thuyết quả nhiên khác nhau a. À, cái này lập tức ta từ lúc bắt đầu liền vô địch, trò chơi này còn có ý nghĩ sao, Ta còn muốn lấy mình coi như có Infinity Gontul cũng phải nghiên cứu cái mấy năm, nhưng là hiện tại xem ra gốc trễ không cần A. À. Ta đã triệt để vô địch, nói xong vương điểm trực tiếp mở ra bản thân cửa sổ, đột nhiên hướng ra phía ngoài nhảy xuống, nhưng là cái này thương mại, KMN, chính là 10 tầng lầu A, à, nếu như là ngày xưa trăm phần trăm chết chắc, nhưng là hiện tại vương điểm đã không phải là lúc đầu bản thân, không chỉ có không có rơi xuống, ngược lại hướng trên trời bay đi để phía dưới chơi đùa bên trong trong đám người mắt sắc nhìn thấy sau há to miệng, thế giới quan bắt đầu tan vỡ, xem trừng ngây mồm. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.